xin chào tất cả mọi người. Hôm nay review phim kinh dị sẽ mang đến cho mọi người một bộ phim kinh dị của Mỹ, Cắt Xẻo. Đây là một bộ phim liên quan đến ảo tưởng thanh xuân của một cô gái biến thái. Bộ phim bắt đầu bằng một không gian toàn màu xanh rực đậm. Hai người có vẻ ngoài giống hệt đang ngồi đối diện với nhau. Trong đó có một người chính là nữ chính Pauline, người có dáng vẻ giống hệt với cô ở phía đối diện đang không ngừng nôn ra máu tươi. Nhưng Pauline nhìn thấy vậy không chỉ không hét lên sợ hãi mà ngược lại còn rất hưởng thụ, giống như là đang cảm thấy sự thoải mái vô cùng tận. Khi người ngồi ở phía đối diện phun ra một ngụm máu lớn, Pauline đột nhiên tỉnh lại. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Mỗi khi bóng đêm đổ xuống, cô đều sẽ tiến vào trong thế giới ảo giác của chính mình. Nhưng không giống với ảo tưởng thanh xuân của những cô gái khác, trong ảo giác của cô, dưới bối cảnh màu xanh da trời luôn tràn ngập máu tươi. Năm nay Pauline 18 tuổi, là một học sinh cấp 3. Cô không xinh đẹp, trên mặt còn đầy mụn rộp, cả người luộm thuộm, lưng gù không nói. Hành vi cũng rất kỳ lạ. Pauline sống cùng với bố mẹ và em gái. Không giống với chị gái, so với Pauline, em gái cô có thể nói là khác một trời một vực với cô. Cô không phản nghịch giống như chị gái, mà ngược lại vô cùng nghe lời và hiểu chuyện, là áo bông nhỏ của bố mẹ. Nhưng em gái bị mắc bệnh phổi, thân thể yếu ớt, phải thường xuyên đeo máy thở mới có thể sinh tồn được. Cô không thể đi học, cũng không thể vận động mạnh. Mẹ của hai chị em là một người chuyên chế và độc đoán, khống chế hoàn toàn mỗi một người trong nhà. Việc Pauline muốn đi học một mình khiến cho bà suy sụp. Bà muốn quản giáo nhưng lại không có cách nào để bắt đầu. Bố của hai người lại là một người đàn ông có chút yếu mềm. Ông yêu vợ và con gái mình sâu sắc. Mỗi lần Pauline bị mẹ mắng, ông đều sẽ nói chuyện giúp cho Pauline. Đương nhiên, chẳng bao lâu sau ông sẽ hạ cờ trước ánh mắt của vợ. Nguyên nhân gia đình đã dẫn đến sự chống đối của Pauline. Ngôn ngữ và hành vi của Pauline lại dẫn cô đến không có người bạn nào ở trường. Nhưng dù cho bạn học có xa lánh cô thì cô cũng không quan tâm, chìm đắm vào trong thế giới ảo của bản thân là được rồi. Cô muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa để trị khỏi bệnh của em gái, để em gái có thể lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Khi lớn lên, bác sĩ nói đến cấu tạo cơ thể của nam và nữ cùng với sự lây truyền virus. Câu hỏi làm tình với xác chết có thể nhiễm bệnh không của Pauline đã khiến cho cả lớp kinh ngạc. Mọi người lập tức phì nhạo Pauline bình thường đã có chút quái đản này. Thầy giáo cũng rất bất lực, ông chủ động bỏ qua vấn đề này. Pauline không thích toán học, cô cho rằng những kiến thức đó chẳng có tác dụng gì đối với giấc mộng của cô. Trên sân thể dục, Pauline nghe thấy các bạn học đang nói về chuyện tiếp xúc thân mật. Buổi tối, cô lại ảo tưởng đến việc mình đang thân mật với xác chết, thoải mái đến độ co quắp hai chân. Người mẹ không thể chịu được thái độ không chấp nhận quản giáo của Pauline. Mỗi tuần đều đưa cô đến nhà thờ tập sự với mục sư. Pauline không muốn đi, nhà thờ quá nhàm chán, cô cũng không tin thần linh. Tuy rằng không tin thần linh, cũng thường hay làm một số việc trái với giáo lý, nhưng mỗi ngày Pauline đều cầu nguyện. Trong lòng cô, vị thần không biết nói có thể cho cô sự cổ vũ lớn nhất. Sự khống chế của mẹ khiến Pauline không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào việc hủy hoại chính mình để bày tỏ sự bất mãn và trút bỏ nỗi lòng. Cô tự xỏ khuyên mũi cho chính mình trong hoàn cảnh không vệ sinh. Buổi tối, Pauline lại chìm đắm ảo giác. Cô bỏ qua một số xác chết, đắm chìm trong một tắm chứa đầy máu tươi đỏ đậm, nhuộm màu cho chính mình. Loại ảo giác này khiến cho Pauline thoải mái đến mức hai mắt trợn trắng, bàn chân không tự giác được mà vò vào nhau. Khi ăn sáng, mẹ cô phát hiện ra khuyên ở trên mũi của con gái. Bà thật sự không thể nhịn được, lập tức nghiêm túc trách mắng con gái, bảo cô phải tháo khuyên mũi xuống. Pauline không bằng lòng nhưng cũng không thể làm trái lại lời bố mẹ, cho nên chỉ đành tháo khuyên xuống. Quan hệ của Pauline và em gái rất tốt. Khi thấy chị gái bị cô bé hàng xóm châm chọc vì chuyện nhảy dây, em gái sẽ đứng ra bảo vệ Pauline, mà Pauline cũng nói cho em gái biết suy nghĩ của mình. Những cô gái thanh xuân đều luôn có hứng thú đối với chuyện yêu đương. Pauline khát vọng sẽ mất đi lần đầu tiên của chính mình vào kỳ tình nguyện. Pauline to gan đã chọn trúng bạn trai của bạn học Abiga, Adam, thậm chí còn trực tiếp đi tìm anh. Pauline không hề che đậy, nói ra ý tưởng của mình, còn đưa cho Adam số điện thoại của chính mình. Adam đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Pauline. Anh gọi điện thoại cho cô. Pauline bèn đề nghị thứ hai cùng nhau đi đến khách sạn. Hôm đó vừa đúng là ngày cô có kỳ nguyệt. Đến thứ hai, Pauline bảo mẹ chuyện cô đã có hẹn với một bạn nam. Tuy rằng hành vi của con gái lớn luôn khiến cho bà không vui, nhưng lần đầu tiên thấy Pauline có hứng thú với một chàng trai, mẹ cô vẫn tận tâm trang điểm cho cô, muốn để cho con gái của chính mình có được một buổi hẹn hò tốt đẹp. Adam đến đón Pauline, hai người đi đến khách sạn. Chưa nói được mấy câu thì đã trực tiếp đi vào chủ đề chính. Pauline lại tiến vào ảo giác. Cô cưỡi lên trên người chàng trai, hai tay siết chặt cổ của Adam. Trên cơ thể của hai người toàn là máu. Cuộc chiến đẫm máu này khiến cho cô cảm thấy vui thích không thôi, mà Adam lại không hề biết điều gì, ngây ngốc đồng ý với thỉnh cầu của Pauline. Khi miệng của anh rời xuống phần thân dưới của Pauline, gặm nhấm phải một đống máu, anh mới đột ngột bực tỉnh ra, sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi bình tĩnh lại, Adam vô cùng tức giận. Pauline không hề quan tâm đến anh, nguyện vọng của cô thành hiện thực rồi, cô vô cùng vui mừng. Sau đó cô lại cầu nguyện với thần linh. Tuy rằng đã chắc chắn không thể mang thai được, nhưng lỡ như ngoài ý muốn, cô lại lần nữa tiến vào trong thế giới ảo giác, tưởng tượng bản thân là một chiến sĩ, sinh ra một đứa trẻ chỉ to bằng bàn tay. Cô lạnh lùng đưa đứa trẻ cho bác sĩ, nhìn đứa trẻ bị giết chết.
mẹ cô gái buộc cô phải đi tham dự quốc hội của Salon. Bao Lai không muốn đi, nhưng so với việc đi quốc hội, cô càng không muốn đi đến nhà thờ. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, nhưng cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục nghĩ cách ngăn cản chuyện này. Thậm chí cô còn cầu nguyện để nguyền rủa mẹ của chính mình. Cuối cùng, Bao Lai đã nghĩ ra một cách hay. Vì để chuẩn bị cho quốc hội lần này, mẹ cô còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc váy. Bao Lai nằm ở trên giường, hỏi mẹ có yêu cô không. Mẹ cô trả lời chắc chắn là có rồi. Nhưng Bao Lai lại ảo giác rằng mình đang dùng kẹp để kéo đứt đầu lưỡi. Có lẽ là vì cô sắp nói dối cho nên mới có loại ảo giác như thế này. Khi đến lớp, Bao Lai ngồi bên cạnh Abigail. Sau khi biết được chuyện giữa Bao Lai và Adam, Abigail đã nhanh chóng đá anh, đồng thời còn dẫn theo mấy người bạn thân đến xỉ nhục thân hình và cả khuôn mặt của Bao Lai. Lần này cũng như vậy, nhìn thấy Bao Lai đến ngồi ở bên cạnh mình, Abigail rất chán ghét. Hai người đã kết thù từ lâu, nhưng Bao Lai lại tạm thời không tính toán. Khi lên lớp, cô bình thản giơ tay nói muốn đi vệ sinh. Cuối cùng, sau khi giáo viên đồng ý, trong nhà vệ sinh, Bao Lai uống hết một bình siro Ipecac gây nôn mửa. Đợi cô quay lại phòng học thì chỉ còn lại 10 phút nữa là đến giờ tan trường. Bao Lai lại giơ tay yêu cầu được đi bệnh viện. Thầy giáo không đồng ý. Cô nghe xong thì lập tức nôn lên trên người của Abigail. Khi Bao Lai quay về nhà, cô tự cho rằng kế hoạch này quá hoàn hảo, không chỉ trả thù được Abigail mà còn không cần phải đi đến quốc hội. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đáng tiếc, mẹ cô đã phát hiện ra manh mối. Bao Lai vẫn không thoát khỏi sự an bài. Đến ngày đi dự quốc hội, Bao Lai hoàn toàn không có tinh thần. Dáng người lưng bù của cô lộ rõ trong lớp váy, khuôn mặt cũng không tình nguyện. Đến được quốc hội, cô vẫn không tìm thấy chút hứng khởi nào, còn đụng phải một cô gái không thích tham gia quốc hội giống như mình. Lúc này có người mời cô nhảy, Bao Lai cũng đồng ý. Phía bên kia, mẹ cô phát hiện ra con gái nhỏ đang hôn môi với một người khác, lại bắt gặp con gái lớn dùng cái miệng đầy mụn rộp cưỡng hôn một chàng trai. Mụn rộp vẫn luôn mang theo một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, đương nhiên có lây nhiễm hay không thì khó nói. Mẹ cô không còn cách nào khác, chỉ đành đưa con gái về nhà. Qua lần này, quan hệ mẹ con của hai người đã xảy ra vấn đề. Không bao lâu, mâu thuẫn lại tăng lên. Hiệu trưởng của trường học nói với mẹ của Bao Lai rằng cô không lên lớp. Thực ra cô đi đến thư viện tìm kiếm tài liệu liên quan đến bệnh của em gái. Cô chỉ đang quan tâm đến em gái mà thôi. Nhưng người mẹ tức giận không tin lời của con gái, còn tát cô một bạt tay. Lúc ăn tối, Bao Lai trở tay ném đồ ăn lên trên người của mẹ. Hành động của Bao Lai khiến cho mẹ cô rất tức giận. Bà không biết mình rốt cuộc có còn yêu con gái lớn hay không. Buổi tối khi nói chuyện với chồng, bà xúc động nói ra rằng mình căn bản không hề thích con gái lớn. Không ngờ, Bao Lai đang ngồi ở bên ngoài cửa đã nghe thấy tất cả. Tuy rằng cô từng cầu nguyện và mong mẹ chết đi, nhưng cô vẫn luôn yêu mẹ và khát vọng được mẹ yêu. Không ngờ mẹ lại không hề yêu mình. Bao Lai ôm lấy chính mình, đau lòng khóc lớn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trên đường về nhà, Bao Lai nhặt được một con chim nhỏ, lại bị Abigail nhìn thấy. Bao Lai không hề quan tâm, chỉ nhặt con chim nhỏ lên rồi về nhà, dự định làm phẫu thuật thực tế. Giấc mộng trong ảo giác bắt đầu trở thành sự thật. Bao Lai phanh ngực mổ bụng con chim nhỏ, trong miệng nói lời xin lỗi, nhưng đầu lưỡi lại vươn ra liếm lên bàn tay dính đầy máu chim. Sau đó cô xử lý hiện trường, nhổ sạch máu ra ngoài. Mẹ cô gọi hai chị em đi ăn cơm. Nhân lúc em gái cô xuống tầng, Bao Lai đeo máy thở của em gái lên, hít sâu một hơi, tưởng tượng em gái mình sớm muộn cũng sẽ bỏ thứ này đi rồi mới đi xuống ăn cơm. Buổi tối, Bao Lai lại tiến vào trong ảo giác. Cô đang mở lồng ngực cho người khác, còn vươn tay vào trong khoang ngực mò mẫm lung tung. Sau khi mò được một vật nhấc lên xem, vậy mà lại là đầu người, còn là đầu của chính mình. Sáng sớm thức dậy, Bao Lai sờ đầu của chính mình, may mắn vẫn còn ở trên cổ. Mẹ đi đến nói chuyện với Bao Lai, muốn phá vỡ tường băng giữa hai người nhưng Bao Lai lại không muốn nói chuyện. Từ lần trước sau khi nghe được lời của mẹ nói, cô đã dự định sẽ mặc kệ tất cả, mọi chuyện đều không sao nữa hết. Bao Lai bị cô lập rồi, cô nghe thấy bạn họ đang nói xấu chính mình nhưng cũng không để tâm. Không ngờ, gara để xe lại bị ai đó dùng sơn phủ lên. Những lời lẽ mang tính xúc phạm rơi đập vào mắt của Bao Lai. Gia đình chính là giới hạn cuối cùng của cô. Bao Lai nhớ lại những lời mà mình từng nghe thấy, nhận định rằng đó là do Abigail làm. Cô chạy quay lại trường học, đến trước mặt của Abigail, nắm chặt lấy đầu của Abigail ấn lên trên tủ, khiến cho Abigail đập đầu ngất xỉu. Hiệu trưởng gọi Bao Lai đến nói chuyện. Bao Lai không những không có ý hối cải, còn cãi lại hiệu trưởng. Hiệu trưởng quyết định cho cô nghỉ học vô thời hạn. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến thời gian tốt nghiệp của Bao Lai. Vì vậy mẹ cô vô cùng tức giận, đuổi Bao Lai về phòng. Nhưng Bao Lai không hề để ý. Cô làm cho chính mình một hình xăm của hội chữ thập đỏ. Buổi tối, một nhà bốn người ngồi trong phòng ăn, muốn mở cuộc họp gia đình. Bố mẹ rất thất vọng đối với hành động của Bao Lai. Bao Lai im lặng, lại bắt đầu ảo giác của bản thân. Cô tưởng tượng ra một đám người đang vươn những cánh tay ra để nghênh đón cô. Còn trên người của chính cô thì lại đầy máu tươi. Mẹ cô nghi ngờ con gái đã bị mắc chứng vọng tưởng, hơn nữa còn càng lúc càng nghiêm trọng. Bà quyết định sang tuần sau sẽ đưa con gái đi khám bệnh. Nhưng tuần này còn chưa kết thúc, một chuyện lớn đã xảy ra. Bệnh của con gái nhỏ càng lúc càng nghiêm trọng. Không lâu trước đó, một người bạn mà em gái quen được ở trại hè đã qua đời. Ngày đó, em gái khóc rất thương tâm, bởi vì cô không biết khi nào thì mình sẽ không chống đỡ nổi nữa mà chết đi. Mà ngày đó lại đến rất nhanh. Bác sĩ điều trị chính nói cho mẹ biết, em gái nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị một cuộc phẫu thuật ghép phổi. Bao Lai lén lút nghe được tin tức này, cô đi tìm em gái cô vẫn còn chưa biết gì, hy vọng mình có thể sống được đến lúc kết hôn. Đến ngày đó, cô còn muốn mời chị gái làm phù dâu cho mình. Bao Lai bị kích động, quyết định bất chấp hết tất cả mọi giá để thực hiện nguyện vọng của em gái.
Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Bác Lai tự hào nói bản thân sắp làm một chuyện rất vĩ đại. Việc làm này sẽ thay đổi không khí hiện tại của gia đình. Bố mẹ nhất định sẽ tự hào về cô. Đột nhiên, em gái ho rất dữ dội. Mẹ cô vội vàng bảo bố cô đi gọi điện thoại. Nhìn thấy bệnh tình của em gái càng thêm nghiêm trọng, Bác Lai quyết định thực hiện kế hoạch của bản thân. Cô cầu nguyện với thần, tuy rằng thần không biết nói chuyện, nhưng sự im lặng ấy đã cổ vũ rất nhiều cho cơ thể và tinh thần của Bao Lai. Cô ảo tưởng chính mình sẽ làm phẫu thuật ghép phổi cho em gái, khi tỉnh lại còn không nhìn được vui sướng mà cười lớn. Mẹ cô đến gõ cửa, bảo con gái rằng mình phải ra ngoài nhưng bố sẽ ở nhà để chăm sóc cô và em gái. Nhìn thấy mẹ rời khỏi nhà, Bao Lai bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân. Cô tự tay bưng tách trà đã bỏ thuốc mê lên cho bố, tận mắt nhìn thấy bố uống trà vào bụng. Không còn trở ngại, Bao Lai đi tìm cô gái nhà hàng xóm, đó là một thân thể khỏe mạnh. Có được cô gái hàng xóm, em gái nhất định sẽ khỏe mạnh lên. Bao Lai giả vờ nói cảm ơn để lừa cô gái đi đến. Cô gái vừa đi vào thì đã dùng thuốc mê để đánh ngất cô. Cô cũng dùng thủ đoạn tương tự để đánh ngất em gái. Người bệnh đã sắp xếp xong, Bao Lai cạo trọc đầu của chính mình, làm xong hết những khâu chuẩn bị trước phẫu thuật, chuẩn bị ra tay ghép phổi của cô gái hàng xóm sang người em gái mình. Buổi tối, mẹ cô về đến nhà thì nhìn thấy chồng mình đang ngất xỉu và bị trói trên sofa. Bà vội vàng đi tìm con gái, sợ hãi có chuyện gì đó không xảy ra. Bên này, Bao Lai đã đổi phổi của hai người cho nhau, còn khâu kín vết mổ lại. Khi mẹ cô cuối cùng cũng tìm được con gái nhỏ, bà chỉ nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc. Hai cô gái nằm thẳng ở nơi đó, sống chết không rõ. Mà con gái lớn chính mình còn vui mừng hô lên, bảo bà đi xem cuộc phẫu thuật mà cô đã làm xong. Mẹ cô không dám tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Bà khóc lóc, hét lớn và không ngừng lắc vai con gái lớn của chính mình, muốn hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà ôm lấy Bao Lai rồi khóc lớn. Bao Lai vui mừng vì chính mình đã cứu được em gái. Lúc này cô đã không còn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa, nhưng cô vẫn khóc lớn vì biết mẹ vẫn còn yêu mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nói là phim kinh dị nhưng bộ phim này càng giống như một suy ngẫm dành cho mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình hơn. Bởi vì sự nghiêm khắc đến áp đặt của người mẹ không ngừng muốn quản giáo con gái, dẫn đến mâu thuẫn gia đình tăng lên, khiến cho con gái càng chìm sâu thêm vào trong thế giới ảo giác. Cuối cùng đã chuyển nhà cho ảo giác vào trong thế giới thực, tự ta thực hiện một cuộc phẫu thuật thảm khốc, tạo thành bi kịch. Nhưng mà mấy cảnh ở thế giới ảo của phim Bao Lai trong bộ phim thật sự cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Review phim kinh dị cũng không kìm được cảm thán, quả thật là quá bổ não mà. Nếu như cảm thấy hứng thú thì hãy xem chọn bộ phim gốc này để cảm nhận nhé. Còn video lần này đến đây là hết rồi. Review phim kinh dị, hẹn gặp lại mọi người lần sau.